Gai nhọn hoa hồng. Tác giả Miên Lam. Tập 6. Vũ đi vào, thấy Nhạn Phương mặt đỏ hồng, ôm chai rượu đã phơi một nửa, lẩm nhẩm một mình. Đã uống tới như vậy rồi, buồn cái chuyện gì sao? Ngay lúc muốn ở một mình, lại có người quấy rầy cảm xúc, Phương buồn bực gắt lên. Làm cái gì vậy? Bà bốn cái gì uống một miếng cũng không yên nữa. Gọi thằng Tu Hú đó ra đây, tao tát chết. Tôi, Vũ đây, sẽ đến nỗi nhìn gà quá cuốc rồi hay sao? Phương ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới xuất hiện, rồi cười khành khạch. Anh ta đó à, cái loại phong lưu, nghĩ cô mù hay sao mà không có nhận ra? Bác sĩ Lan Băm. Không, là bác sĩ Lan Chạ mới đúng. Ánh mắt của cô đỏ rực mơ màng sương phủ, môi mím chặt tức giận. Vũ lấy cái ly rượu trên tay cô đặt xuống bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ đang dùng dằn. Buồn cái gì đến mức chui vào phòng uống như vậy? Cuộc đời éo le thiệt. Tôi có xinh đẹp không? Có. Đẹp, rất đẹp. Đừng có thảo mai nữa. Không có thảo mai, nói thật đó. Phương vừa nhai bò khô, vừa gật gù. Chắc là đúng, tôi xinh đẹp thiệt. Cho nên con bé An kia nó mới cắt dậy, mới đổ axit vào phấn của tôi. Bây giờ mới biết giá trị của mình. Mà loài người đáng sợ thiệt. Vũ nhíu mày, axit sao? Anh đờ người vài giây, khó tin vào cái sự việc vừa mới biết được. Nhìn kỹ mặt cô, không thấy hề hấn gì mới an tâm. Sao Phương biết việc này? Anh không biết vợ thằng Minh là IT khét tiếng à. Chuyện gì không có tra được. Với lại con nhỏ An thừa nhận rồi. Nó ganh ghét tôi là vì tôi xinh đẹp, nhiều fan đó. Vậy mà từ lâu anh lại chê tôi xấu, chê tôi ngực nhỏ. Nhỏ cái gì mà nhỏ hả? Anh có biết ngực nhỏ là nỗi hổ thẹn lớn nhất của phụ nữ không? Anh chỉ thích cái loại to tràn lên não thôi, đúng không? Anh không thích tôi vì tôi là chanh là tắc, đúng không? Không, tôi thích ngực nhỏ như Phương. Nói phét, nói dối. Anh thích ngực nhỏ thì anh làm bác sĩ vú làm gì? Vì kiếm được nhiều tiền. Anh nói dối. Anh không phải vì tiền mà anh thích bưởi, nó lớn. Không thì tại sao anh yêu dẻo hương? Con nhỏ đó ngực to, rất to. Tôi thấy hai người bốn cho nhau ăn, còn hôn nhau rất say đắm nữa. Đi về với con gà móng đỏ của anh đi. Phương. Định nói anh không có tình cảm với con nhỏ đó hả? Đúng là đồ đàn ông mà. Đi đi, tôi ghét. Tôi rất ghét cái loại quan tâm đến vài ba cô một lúc. Tôi ghét anh. Tôi ghét. Anh ghét tôi ngực nhỏ. Anh tưởng tôi không biết thừa suy nghĩ của anh hả? Giọng của Phương nghẹn lại. Trái tim cô nhói lên khi hình ảnh Vũ hôn cô gái hiện trong đầu. Cô say, mọi cảm xúc đều bị bộc phát ra ngoài. Đôi mắt phủ một làn nước mỏng như sương sớm mùa thu. Từ nay không có như vậy nữa, được chứ? Tôi không có tình cảm với Hương, đừng có ghen nữa. Tôi thèm ghen với anh. Anh là cái gì mà tôi ghen chứ? Nhìn cái điệu bộ tức giận đến đáng yêu của Phương, Vũ bật cười, kéo cô sát gần mình, lau giọt nước mắt đã trào xuống má. Từ bây giờ sẽ làm người yêu của em để được ghen được không? Đừng có khóc nữa. Người yêu tôi hả? Ừ, yêu. Tôi sắp 29 rồi. Tôi là hoa tàn. Tôi hết thanh xuân rồi. Em là bông hồng có gai, rất hấp dẫn. Phương, có thích tôi không? Tôi ghét đàn ông ba phải như anh đó. Được rồi, chưa thích cũng được. Có muốn nhìn thấy tôi không? Phương gật đầu, ngước nhìn anh thật gần. Ánh sáng vàng mờ hắt lên gương mặt của anh, phủ từng đường nét đẹp như tạc tượng, in bóng lấp lánh trong đôi mắt mơ màng của cô.
Cô đưa tay lên sờ môi anh. Đôi môi đàn ông mà sao nó lại căng dày mịn màng như vậy chứ? Môi của anh còn đẹp hơn cả David. Anh tạo hình môi hả? Sao phải tạo hình? David là cái thằng nào? Người yêu cũ. Nghe cô nhắc đến người yêu cũ, Vũ đã thấy ứa gan. Mặt anh chuyển từ trắng sang đỏ, đổ ly rượu đang uống dở của Phương vào họng. Vẫn còn bận tâm đến người yêu cũ sao? Tôi sao phải bận tâm cái thằng chó đó chứ? Thằng chó yêu rồi bỏ không có chịu cưới. Cái loại đàn ông phế liệu. Vũ nghe vậy mới thấy không khí xung quanh dịu lại. Anh cầm lấy bàn tay của Phương áp vào ngực. Yêu xa xôi làm gì cho mệt. Trai Việt như tôi không có kém thằng chó đó à. Tôi đẹp trai, khoai to, công ăn việc làm ổn định. Có điểm nào em chưa có hài lòng không? Phương nhíu mày ngắm nghía sờ soạn gương mặt có Vũ rồi cười khanh khách. Hài lòng chứ, đúng là bác sĩ lang băm mà, thẩm mỹ cái cánh mũi cũng không đều nữa. Cắt mí, sao không có làm to hơn một chút, cái môi này tạo hình trái tim chắc luôn á. Vũ nắm những ngón tay sờ trên môi mình lại, cảm thấy trái tim đang đập bừng bừng như Vũ bảo. Không chỉ Phương uống say không có kiềm chế được, mà Vũ cũng vậy. Anh say tình, không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Phương. Cô ma mị, hoang dại và có cái gì đó nó cuốn cảm xúc của anh vào. Bây giờ đây, anh không có ý nghĩ phải giữ gìn cho cô nữa. Chỉ có một chút ý thức vang lên trong đầu. Anh muốn cô, muốn tất cả thuộc về người con gái này. Nhạn Phương lè nhè lải nhải, rút tay ra đưa hai ngón tay chỉ trán của anh. Gương mặt điển trai này ném vào cái giới giải trí cũng có thể nổi tiếng được đó. Nhưng mà cái thần thái của anh nó giống như một ông cụ già 80 tuổi. Khác hẳn với cái vẻ ngoài điển trai. Cái trán này nè, đừng có nhăn nhó nữa. Ừ, hạ xuống một chút coi sao. Nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Lạnh ơi là lạnh luôn. Không thích, không thích. Anh không có thẩm mỹ chút nào. Là bố mẹ chồng, từ nay không có nhăn nữa, không lạnh nữa, được chưa? Không được cãi lời tôi à nghe. Không có được chọc ghẹo tôi, không có được nhạo báng tôi ngực nhỏ. Ngày nào cũng phải khen tôi ngực lớn thì tôi mới yêu, nhớ chưa? Tôi là Phương ngực lớn, nhớ chưa? Hả? Được, em muốn gì cũng được. Phương trừng mắt lên rồi cười dịu dàng quyến rũ. Anh chưa bao giờ thấy được cái dáng vẻ hiền dịu này của cô, nụ cười hiền này của cô. Anh cúi xuống áp nhẹ vào môi cô rồi thả ra. Cô vẫn cười thật tươi, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, một nụ cười trạng người hạnh phúc mà dù có trải qua ngàn kiếp anh cũng không thể quên. Kéo cô vào lòng. Như thế này ấm chưa? Phương ngước đôi mắt to nhìn anh gật đầu cái rụp. Vũ lại áp xuống, lần này sâu hơn, dịu dàng gặm cắn bờ môi căng mọng bên dưới. Phương rùng mình, thấy cả người run rẩy không có đứng vững. Ngay lúc đó, anh lại buông cô ra. Ánh mắt sâu thăm thẳm, nhìn cánh môi đỏ mọng, yết hầu đã khô khốc lăn lộn. Em muốn cái gì nữa? Muốn mật ong, anh lại bôi vào nữa hả? Chỉ cần câu trả lời đó, Vũ ập xuống, mạnh bạo như Vũ bảo cuốn trôi đôi môi và cả tâm hồn của Phương. Không phải môi anh có mật ong mà môi Phương rất ngọt, quấn quýt buộc vào trái tim, nó len lỏi vào từng thớ thịt, khiến cho anh ngấm trào hạnh phúc. Hai người hôn môi, hôn đến say sưa mê mẩn, bàn tay ở trên người đối phương da vuốt. Hai cánh môi Phương đã sưng đỏ, không thể tách rời, ánh mắt mê ly, gương mặt hồng hào, đẹp không sao tả xiết. Nhạn Phương, anh muốn em, rất muốn. Phương không trả lời. Cô lúc tỉnh lúc say, chỉ biết muốn được người đàn ông này chạm vào nhiều hơn, muốn bàn tay của anh, muốn anh lấp đầy cơ thể đang trống trỗng của mình. Cô không có tự chủ được, cả cơ thể rung lên, miệng phát ra âm thanh đánh thẳng vào trái tim của Vũ. Vũ, em khó chịu. Sau những cơn cao trào hạnh phúc khắp căn phòng,
Phương mệt nhòi, lười biếng, vùi mặt vào ngực của anh ngủ say. Vũ vẫn chưa thể ngủ được vì niềm sung sướng của người trong lòng mang lại. Cả đêm anh ngắm nhìn, vuốt ve cơ thể mềm mại, say sưa cánh môi hồng. Giữa trưa hôm sau, Phương mới tỉnh giấc. Hôm qua cô ngủ rất ngon, mơ màng được bọc trong vùng nước ấm áp chưa từng có. Định chống tay ngồi dậy, nhưng cả người đau như muốn rời từng phần khỏi cơ thịt. Lại có cái gì đó nó khóa chặt eo từ phía sau. Cô cựa người xoay, hoảng hốt thấy gương mặt gần trong gang tấc. Từng đoạn phân cảnh đêm qua trôi trở lại, khiến mặt cô đỏ rực rồi tái mét. Rốt cuộc, họ đã lăn xả vào nhau không biết bao nhiêu lần. Cô ôm đầu đau như búa bổ, không biết phải xử lý như thế nào với cái tình cảnh này. Người đàn ông vốn đang ngủ say, bởi vì cô cựa quậy nên lại mở mắt. Anh cười thỏa mãn, ánh mắt trong trẻo, mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho bên mặt của anh bị chia thành hai mảng. Phương nhìn đến thất thần, thậm chí muốn duỗi tay đi sờ một chút lông mi dài. Nhìn cái gì vậy? Hôm qua nhìn chưa đủ hả? Phương giật mình, vội lôi cái mền lên trùm kín mặt. Đúng một phút sau, cô lên tiếng, giọng nói nhẹ như lông hồng. Cũng gần 30 rồi, đối với tôi cái chuyện này không có gì cả. Tôi cũng không phải là trinh nguyên, mà hành động đêm qua của anh cũng không còn là trai tơ nữa. Khó nói ai phá của ai. Hòa vào nhau tình một đêm giải tỏa tâm lý. Từ nay gặp tôi, cấm anh có cái kiểu đỏ mặt thẹn thùng hay vinh vinh tự đắc. Tôi đã ngủ với cô rồi. Chào anh, lại quay về quan hệ bình đẳng như trước. Nói xong quay lưng, mặc váy vào rồi cầm cái túi đi ra khỏi cửa, cố che đôi tay đang run lập cập. Vũ lạnh mặt, nhìn theo đôi chân thon dài bước dưới thảm. Đứng lại! Phương nghiêng đầu nghe lại cái âm thanh vừa phát ra sau lưng. Anh ta còn không biết xấu hổ gọi giật cô lại sao? Cái người đàn ông này cũng mặt dày quá thể, nhưng cô lại còn mặt dày hơn đó. Quay lại cái giọng nói đanh thép. Anh muốn gì? Đây là phòng của em. Phương giật mình xấu hổ muốn chết. Hú hồn, một chút nữa thì đi lầm phòng rồi. Chắc hôm qua cô uống say quá, mà sao anh ta lại vào phòng của cô? Cô phóng ánh mắt, vừa lạnh, vừa thăm dò về phía người đang chậm rãi mặc quần áo ở đằng kia. Anh ta chọc ngươi cô sao? Giờ này vẫn còn mặc quần áo nhẫn nhơ như vậy. Vũ cho áo sơ mi vào quần tây, nhìn những dấu hôn đỏ rực trên da dẻ trắng mịn của cô, khóe miệng nhếch lên cười. Em say quá, Trà Khanh gọi tôi sang giả rượu cho em. Giả cả đêm qua bây giờ chắc hết rượu rồi. Em nghỉ ngơi đi, tôi gọi đồ ăn lên phòng, đừng có xuống dưới. Phương rủa thầm, con Khanh mèo khiến mình tàn đời rồi. Đầu óc vẫn mơ màng chưa thể đưa ra phương án nào cho nó trọn vẹn tình huống này. Cô mím chặt môi đến sofa thu dọn cái giỏ rượu lăn lông lóc trên bàn. Nhìn cái bãi chiến trường này đủ biết hôm qua cô quậy thế nào. Cái tên kia thật là lì lợm, sao chưa biến khỏi phòng. Nghĩ lại đêm qua, không biết giấu mặt vào đâu. Có ai lại có lời hơn em không? Say rượu gọi tôi đến giải rượu, sáng hôm sau lại đá ra khỏi cửa. Tôi giống trai bao đó ha, trả tiền đây. Đó là anh nhận, tôi không có tiền trả đâu. 100 triệu hôm trước, đóng ngân hàng rồi. Em đi buôn cối lời quá, chày của tôi dùng chán dùng chê rồi bây giờ nói không có muốn là được à. Đừng có hồng, mình thử yêu nhau nghe. Ngủ với tôi có một đêm thôi, anh không cần chịu trách nhiệm, lớn hết rồi. Tôi không thích yêu những người dây dưa nhập nhằng, thà ế đến 80 cũng được, không có yêu cái loại phong lưu như anh. Em hiểu lầm, tôi và Hương chỉ là người yêu cũ, cô ta giúp tôi PR thẩm mỹ viện, còn tôi giúp đỡ cô ta trong cuộc thi này, chỉ là quan hệ cộng sinh vì công việc thôi, hãy tin tôi, Nhạn Phương. Tức giận trong lòng Phương lại càng dâng cao, cộng sinh mà ới một cái là có mặt, rồi ới một cái là đút cho nhau ăn, ới một cái nữa là hôn thắm thiết hay sao? Về đó mà cộng sinh rồi cộng nhau đi mà đẻ con, tôi ghét nhất cái thể loại dùng quan hệ riêng nổi tiếng. Và bây giờ mà muốn tôi yêu thì anh chứng minh hết sức đi, làm thế nào cho tôi thấy anh chỉ yêu mình tôi? Chiều nay
anh tổ chức họp báo. Phương đơ người, tổ chức họp báo cho bạn dân thiên hạ biết hả? Làm thế thì chết với ba mẹ, cô vẫn còn hợp đồng với Dennis. Đừng có điên nữa, tôi không có muốn bị người ta chửi rủa dựa hơi của anh. Phương nhất quyết đẩy Vũ ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại. Đứng dựa lưng vào tường, nhìn khung cảnh căn phòng hỗn loạn vì đêm nồng nhiệt hôm qua. Cô ôm mặt cười sung sướng vì những lời Vũ vừa mới nói. Chắc là hắn ta thích mình thật rồi. Nhưng mình phải cứng lên, đừng có vội nhào vào sẽ mất đi giá trị của bản thân. Vũ ngồi ở ghế gỗ nhìn lên cửa phòng Phương. Ánh nắng ban trưa lấp lánh chiếu khắp vườn hoa hồng. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu có hoa hồng, hòa quyện mùi hương linh lan từ cơ thể của cô còn dương lại thật dễ chịu và hưng phấn. Bông hồng có gai nhọn à, anh sẽ bẻ từng cái một. Vũ lẩm bẩm trong miệng tên của Nhạn Phương, rồi nhướng mày lên nhìn cửa sổ. Một vật thể lạ bay dèo từ trong phòng ra rơi xuống góc hồng. Mấy bông hồng leo lên bên cửa sổ, bị gãy cành héo hon đổ gục xuống. Đập vào mắt anh là một lọn tóc dài treo trên cành hồng nép bên tường. Anh hốt hoảng chạy lên phòng Phương đập cửa. Phương vệ sinh cá nhân xong, ngồi nhớ lại đêm qua ngây ngẩn rồi đỏ bừng mặt. 6 năm không yêu đương, không có gần gũi bất cứ một người đàn ông nào. Cô hiểu rõ cảm xúc của mình xuất phát từ trái tim, chứ không còn đơn thuần là ham muốn thể xác nữa. Anh ta đã có người yêu, mặc dù anh ta nói không có tình cảm, nhưng ai mà tin được. Đã ngủ với nhau rồi, làm sao bây giờ? Cũng tại cái con khanh mèo cả. Cho dù mặt của cô có dày đến đâu đi nữa, cũng cảm thấy xấu hổ. Từ bây giờ phải tìm cách tránh mặt anh ta, không còn cái lỗ nào mà chui. Đêm qua sao mình lại mê trai như vậy chứ? Dù anh ta như hổ đói. Trời ơi, không lẽ mới có 6 năm ăn chay thôi mà mình thấy thịt đã mất hết lòng tự trọng như vậy sao? Đang khổ sở dò đầu bứt tóc thì tiếng đập cửa khiến cô giật nảy mình. Tổ cha, cái đứa nào giữa trưa lại gọi không cho người ta ngủ à? Giác cái bộ mặt nhăn nhó ra cửa, định bụng chửi cho vài câu, miệng đang há thì thấy một khuôn mặt ló vào. Anh quay lại làm cái gì? Không phải tôi đã nói với anh sao? Coi cái này một chút đi. Không nói thêm câu nào, Vũ đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Phương tò mò đi lại nhìn theo, thấy toàn hoa hồng leo, không có gì đặc biệt. Phương, dạo này em có nhìn thấy bóng trắng nữa không? Tôi không, mà sao? Đi trong vườn thấy nữa không? Dạo này tôi không có đi một mình. Dennis hoặc nhân viên resort đưa chị em tôi về tận cửa phòng. Cửa này đóng suốt phải không? Phương nhìn anh nghi ngờ rồi gật đầu. Không biết tên này hỏi làm cái gì, lại giống như người khác cứ nghe cô nói gặp ma là lại bác đi không có tin. Vũ lấy điện thoại ra chụp chụp, kéo cái rèm đóng cửa, dặn dò không có được mở, rồi gấp gáp chào Phương đi ra khỏi phòng, để lại cho cô một bụng thắc mắc. Làm cái gì mà cứ đến rồi đi như gió vậy chứ? Quên chuyện đêm qua rồi hay sao? Vũ lật đật bấm số gọi cho Phong Anh. Chắc hẳn hội đàn phụ nữ đã quên một chi tiết. Phong Anh hả? Phong Anh, còn con chip hoặc camera siêu vi nào hay không? Phong Anh ngái ngủ. Trời ơi, anh điên hả? Giữa trưa đang ôm chồng ngủ ngon, làm gì? Tính quay trộm clip set hả? Vũ nhăn mặt. Tôi không có giỡn đâu. Hôm trước các bà điều tra cái gì về con ma ở khu resort này chưa? Phong Anh giật mình tỉnh táo. Điều tra rồi, đặt chip khắp phòng, có thấy gì đâu. Bà Phương, bà bị tẩu quả nhập ma mà thôi. Vậy đã quay ngay cửa sổ chưa? Ý của anh là... Xếp 2 con chip tự động đến thẩm mỹ viện cho tôi, để tôi coi nó là cái ma gì. Ok, một lát chồng em qua thẩm mỹ viện của anh rồi chúng ta bàn kế. Vũ phi xe lên Sài Gòn, vợ chồng Phong Anh đã chờ sẵn ở thẩm mỹ viện. Sốt ruột quá à. Chuyện anh nói trong điện thoại là sao? Tôi đoán là con ma đầu đen chứ không phải là ma quỷ gì ở đây hết. Hai người coi đi. Đây là cái thứ tôi lượm được dướng ở trên cây bông hồng ở ngoài cửa sổ của Phương. Tôi nghĩ do cái đứa dọ ma làm rớt.
Phong Anh cầm cái lọn tóc trong túi zip soi thật kỹ. Người mà rụng được cả đống tóc này kể cũng lạ. Cô lấy cái thước kẻ trên bàn, tách mấy sợi tóc vài lần thì nó săn tích rồi nó rối một cục. Dùng bật lửa đốt chân tóc thì mùi khen khét của sợi tơ tổng hợp bốc lên. Đây là tóc giả. Tới tụi chó chết nào lại bày ra cái trò này được, kể cũng tài đó. Hay con ngựa của anh vậy, Vũ? Tôi không có nghĩ con Hương nó đủ can đảm để làm cái chuyện này. Nó nhát như cấy, với lại cũng không có đủ thông minh để sắp xếp mọi thứ hoàn hảo vậy đâu. Hơn nữa, đêm hôm qua tôi với nó đứng ở hành lang vườn hồng thì thấy một cái bóng trắng lượn qua. Tôi đuổi theo đến vườn hồng thì không thấy nó đâu nữa. Mình trầm ngâm. 100% là con ma đầu đen rồi, mà vô lý thiệt. Nếu là con Hương thì làm sao nó dám lướt qua mặt cậu? Nhỏ Phương có hiềm khích với đứa nào ở trong cuộc thi không hả vợ? Chị Phương rất ít xã giao với những người đẹp khác ở trong cuộc thi. Chỉ có con An là tình nghi nhất, vì nó hay lân la nói chuyện với chị. Hôm qua tụi em đã lật tẩy nó cái vụ cắt giày và đổ axit vào phấn. Mà lạ ở chỗ là em đã gắn camera tất cả những nơi nghi ngờ rồi, nhưng không có thu được hình ảnh gì. Tụi em nghĩ là chị Phương bị tạo quả nhập ma, cho nên chủ quan. Em có núp một hôm ở dưới cửa sổ phòng chỉ, nhưng cũng không có thấy gì. Kẻ chủ mưu rất tinh quái, am hiểu địa hình. Trong cái resort không có phải chỗ nào cũng gắn được camera, còn ti tỉ chỗ luôn, như ngoài vườn rậm bị cây che khuất. Phòng thay đồ, phòng trang điểm không có được phép đặt camera vì yêu cầu gìn giữ sự riêng tư cho các thí sinh nữ. Theo trực giác em thấy không phải con Thí An. Con nhỏ đó nó liều nhưng khó che giấu được hành động. Chắc là con ngựa của anh đó. Vũ nhíu chặt chân mày. Diệu Hương mà dám làm cái điều này thì anh sẽ không để cho cô ta yên đâu. Có lẽ nào lại biến chất tới như vậy chứ. Chuyện của em núp ở dưới cửa sổ có ai biết không? Ngoài hội phụ nữ thì không có ai biết. Ngày mai là hoạt động tự do, thí sinh sẽ không phải lưu lại khu nghỉ dưỡng. Buổi tối ngày kia, nhờ Minh đưa Phong Anh xuống, tôi sẽ ra đưa con bé vào. Không có thể không có được vào khu thí sinh đâu. Tuyệt đối chỉ ba người chúng ta biết việc này. Được rồi, chúng ta thống nhất vậy đi. Vũ về căn hộ, tranh thủ giải quyết công việc, nhưng không thể nào tập trung. Trong đầu của anh là hình ảnh cái lọn tóc dướng trên cây hoa hồng. Anh cầm điện thoại, xem thật kỹ mấy video trong phòng của Phương. Không có gì đặc biệt, cũng không thấy bóng trắng nào. Cửa luôn đóng im ỉm vào buổi tối, thì nó cũng khó lòng làm được gì Phương. Con ma đó là ai mà có thể lên một kế hoạch hoàn hảo và tỉ mỉ như vậy được? Phong Anh đặt camera trong phòng thì ngay lập tức nó không có xuất hiện. Nội gián sao? Nghĩ đến Phương một mình ở trong phòng, Vũ bỗng lạnh người và lo lắng. Nguy hiểm rình rập quanh người của cô mỗi đêm. Thà cứ là ma thật còn đỡ nguy hiểm hơn là một kẻ nào đó thâm sâu khó lường đứng ở đằng sau. Trong lúc đó, Phương vừa ngồi trong bàn làm việc, vừa lơ đỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này tự dưng cô lại làm biếng làm việc như vậy chứ. Đầu óc cứ thơ thẩn. Cứ làm một lúc là trong đầu lại xuất hiện người kia. Rồi mặt cô đỏ bừng lên nhớ lại cái đêm hôm đó. Cô phát hiện cảm xúc của mình nó giống như chục năm trước khi gặp mối tình đầu. Mong được gặp anh ta dù đã cố nhủ thầm phải tránh mặt. Thấy ai nhắc đến tên của anh là giật mình thon thót, nhưng lại giỏng tai ra nghe ngóng. Cứ y như rằng phần thi nào có anh ta chấm điểm là cô lại lóng nga lóng ngóng thiếu tự tin. Không lẽ mình lại phải lòng cái tên bác sĩ đó sao? Đang suy nghĩ dẫn dơ thì có tiếng gõ cửa. Hôm nay không phải là ca trực của cô, nhưng dẫn đến bệnh viện như một thói quen. Phương đi ra thấy Thành cầm mấy cái túi đồ ăn vặt. Sao cậu lại đến đây? Mình đi ăn tiệc qua đường này tạt vào luôn, mua đồ ăn vặt cho cậu đây nè. Trà sữa hot dog, Paris, Gatichou. Phương hào hứng, cầm ly trà sữa đưa lên miệng rít một hơi. Trời nóng có ly trà sữa thiệt là đã. Sao biết tôi thích cái loại này vậy? Cậu bây giờ nổi khắp mạng xã hội rồi, sở thích sở ghét ai mà không biết. Cái thằng bạn thân mấy chục năm này không thuộc nữa thì chết đi cho rồi. Phương thoải mái khoác vai Thành.
Khi nào ông đi rồi tôi buồn chết cho mà coi. Về Việt Nam mà sống, báo bở gì cái trời Tây vậy? Hay có đứa tóc vàng nào rồi? Đang để ý một đứa tóc đen, không có tim không có phổi. Thiệt hả? Kể coi đi, tò mò quá à. Không kể, tự nghĩ đi. Tôi làm sao tự nghĩ được? Cái thằng điên này, gần đây bận quá còn không có thời gian buông nữa. Cậu muốn dương miệng lắm hay sao, Phương? Nó có cái gì hấp dẫn đến vậy? Cậu có thấy dạo này mặt mũi thiếu sắc hay không? Đừng có nói với tôi là cậu ký hợp đồng với thằng cha hôm trước rồi anh ta bắt cậu đi thi hoa hậu. Hắn là một tay lão làng trong cái giới showbiz đó. Cậu đừng có giấu tôi. Mấy hạt trân châu trôi đến họng không kịp nuốt, tắt ở cổ. Phương hút một ngụm lớn, tống xuống dạ dày. Vừa ăn vừa nghĩ cách đối phó với nó. Thiệt là không chừng bình bao tử luôn đó. Sao dạo này nó lại hay soi mói vậy ta? Chơi với nhau mấy chục năm trời, cô chỉ cần để lộ sơ hở là Thành sẽ tóm đuôi ngay. Giá mà Vũ ở đây thì tốt, để cho nó bớt hỏi han, bớt nghi ngờ soi mói. Thiệt tình à, có phải con nít mới lớn đâu. Mình và anh ta yêu nhau thật lòng, chỉ là dạo này thiếu ngủ nên hơi nhợt nhạt chút thôi. Nếu cậu sợ ma, thì tôi xin xuống resort thuê phòng ở bên cạnh phòng cậu, đừng có dựa dẫm vào người khác nữa. Cái thằng này, mình dựa dẫm ai hồi nào? Con Phương này từ xưa tới bây giờ dựa ai đâu, làm như tôi bánh bèo lắm vậy đó. Thành nhìn ra ô cửa sổ, ánh nắng màu vàng ươm hắt vào phòng nhảy nhót và vui tươi trên đống hồ sơ bệnh án. Trên bàn là khung ảnh của Phương được Thành chụp lại lúc còn sinh viên, tóc nhuộm vàng, đang giang tay thoải mái giữa vườn hồng rực rỡ. Cô gái năm đó, anh không đủ dũng khí thổ lộ, chỉ mang danh là bạn thân lặng lẽ bên cạnh. Hết mối tình đầu đến mối tình sau, anh đã bỏ lỡ mấy nhịp tình cảm. Lúc nghe cô hào hứng kể chuyện đăng ký hoa hậu, nỗi lo sợ lớn nhất cả những lần cô kể về có mối tình đầu tiên, vội vàng bỏ hết công việc về Việt Nam, về đến nơi hay tin đã có người hỏi cưới. Cơ hội cứ đi qua tay như một cơn gió, đến lúc thấy mình bỏ lỡ, vội vàng chạy theo để nắm giữ, nhưng lại bị ruột mất. Bởi vì là người rung động ngay từ lần đầu tiên, nên không cách nào cam tâm mà làm bạn bè được. Thành lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi. Phương nè, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Từ lâu tôi chưa nói hết câu, thì cửa đột ngột bị đẩy ra. Rồi con Vi nó chạy vội vào, không nhìn thấy người lạ trong phòng nó hối hả. Cậu ký xác nhận lấy máu trong ngân hàng cho mình với. Ca này mình trực là thiếu máu, người nhà cũng không có ở đây. Bệnh nhân đang nguy kịch, có khả năng phải phẫu thuật não. Để mình còn vào ca mổ gấp, trưởng khoa phân mình đứng chính ca này. Thành đứng sau thấy hai cô gái vội vàng chạy ra ngoài, thở dài thường thượt. Mỗi lần anh định thổ lộ tình cảm là một lần có chuyện. Thành đấm tay vào tường, cầm cái lọ phi tiêu ở trên bàn ném lia lịa vào vòng tròn ở trên tường. 10 cái phi tiêu cắm phập vào bi giấy hiện lên hình mặt quỷ đáng sợ. Phương đi vào phòng cấp cứu, cầm sổ y bạ lên coi. Trên giường bệnh là một thiếu niên trẻ tuổi, người được nối đầy các loại dây, máu thấm loang lỗ bộ quần áo. Bệnh nhân bị tai nạn xe máy, chấn thương phần não và mất máu nhiều. Nếu truyền máu không kịp sẽ nguy cấp đến tính mạng. Các bác sĩ đang tích cực gấp rút làm công việc cứu người. Bệnh nhân được đưa vào lâu chưa? Dạ, 2 tiếng rồi bác sĩ. Không có liên lạc được người nhà hay sao? Liên lạc không được, người qua đường đưa vào đây. Được rồi, cứ tiến hành phẫu thuật đi. Bộ phận hành chính liên hệ với viện huyết học mua thêm một nhóm máu AB. Tình hình này sẽ cần nhiều hơn cái số lượng bệnh viện của chúng ta có. Phương vừa đi ra khỏi, thì một cô gái trẻ chạy tới. Cô ôm khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Thấy hộ lý từ phòng cấp cứu đi ra, vội vàng chạy đến nắm lấy tay, nghẹn ngào. Bác sĩ, chị làm ơn cho em hỏi, em trai của em ở trong kia nó bị làm sao? Cô là người nhà của bệnh nhân Phạm Đức Biên. Đúng, em là chị gái. Bị da đập mạnh gây chấn thương ở đầu, chảy máu rất nhiều, phải phẫu thuật gấp. Phẫu thuật hả? Quyền phó giám đốc đã phê duyệt phẫu thuật vì tình hình nguy cấp lắm rồi. Cô ký thêm vào cái bản cam kết này rồi đi đóng tiền viện phí.
Cô gái cầm tờ cam kết run rẩy ký một chữ ngoằn ngoèo. Nhìn đến tên phó giám đốc bệnh viện, cô khựng lại, nước mắt lại tiếp tục trào ra ướt nhẹp khuôn mặt. Cô níu tay bác sĩ. Em xin được gặp bác sĩ phó giám đốc bệnh viện Lê Nhạn Phương. Bác sĩ đã vào phòng phẫu thuật rồi. Ngày đầu mùa hè, thêm cái không khí ở bệnh viện khiến bất cứ ai ở trong không gian này cũng đều không có dễ thở. Dưới sảnh lầu 1, hàng trăm người chen chúc nhau khám bệnh. Trên các cầu thang cũng chật ních người lên kẻ xuống. Dưới khuôn viên, bao nhiêu khuôn mặt thất thần rũ rượi như đang chảy xuống theo chiều dọc của cảm xúc, như đang cố tìm kiếm một niềm hy vọng nào đó. Nhiều âm thanh hỗn loạn xen lẫn nhau, da đập nhau, tiếng khóc than đau đớn của người bệnh, tiếng rên rỉ của người thân, tiếng rộn rãng của bánh xe băng ca, tiếng inox khua nhau của những chiếc xe dụng cụ y tế. Cô gái ngừng lại, không có khóc nữa, ngẩn ngơ nhìn xuống những cây tường vi đỏ như máu đang trổ hoa ở dưới khuôn viên bệnh viện, như khuôn mặt em trai hiện lên, loang lổ những vết máu. Cô ghì chặt những ngón tay trắng xanh nhợt nhạt trên thành hành lang, nuốt cay đắng và tủi hổ xuống lồng ngực. Rồi chữ ký của phó giám đốc bệnh viện nhảy múa trong đầu. Cô lại nấc lên từng tiếng nấc nhẹ, tay đè chặt lên ngực cố ngăn không cho nó nổ tung. Xong ca phẫu thuật cho cậu thanh niên trẻ, Nhạn Phương đi về phòng đã thấy một hộp gà tần đặt ngay ngắn trên bàn. Cô mỉm cười, Dennis đúng là tâm lý thật. Biết cô thích ăn cái món này cho nên hôm nào cô đi làm ở bệnh viện cũng ship đến cho một hộp. Ăn riết rồi thành nghiện. Dạo này chạy đi chạy lại giữa mấy công việc mặt mũi đã xanh xao vàng giọt hơn rồi. Chưa kịp ăn xong thì lại tất tưởi chạy về nhà make up và thay đồ để kịp Dennis qua đón. Cô được Dennis dắt tay vào thảm đỏ. Đây là một nhãn hàng có tiếng. Hơn nữa, cuộc thi hoa hậu đang làm mưa làm gió, cho nên có rất nhiều paparazzi chìa ống kính vào mình. Dù có mệt mỏi đến mấy cũng luôn phải thường trực nụ cười ở trên môi. Tạo dáng chụp ảnh ở thảm đỏ xong xuôi mới thở phào mà ngậm được miệng lại đi tới bàn buffet bánh. Thúy An thấy Phương cụp mắt xuống e ngại. Phương lạnh mặt liếc một cái rồi quay đi hướng khác. Tốt nhất là không có nhìn đến cái vẻ mặt ngây thơ của cô ta. Nếu không thì cô lại không có giữ được bình tĩnh. Được một lúc nghe tiếng thỏ thẻ bên cạnh. Chị Nhạn Phương, em muốn nói chuyện với chị. Nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Thúy An, cô phát hiện cô ta muốn cái gì. Thật sự lớp mặt nạ của con nhỏ này nó quá tài tình. Ai mới gặp nhìn qua đều nghĩ một con nai vàng ngơ ngác. Ai ngờ nó có thể đạp chết bác thợ săn. Cặp với đại gia địa ốc cái là đời Linh Hương. Từ quần áo đến đầu tóc đều đổi thành hàng hiệu, lại còn lên báo đều đặn với hình tượng ngọc nữ mới của làng người đẹp. Sao mà nhìn cô ta ngán ngẩm, không có muốn đáp lời vậy không biết nữa. Nhạn Phương mặt nặng như chì, cho một miếng bánh vào miệng, nhai mạnh như muốn nhai luôn cả con bé An kia nó ra bã. Với tính cách của mình mà làm bục thì e là không có được. Không có ông bục bà tiên nào lại mang cái mệnh quả như mình. Có chuyện gì? Chị hả? Để thành phố này yên ổn đi. Bảo bây giờ đó. Chị Phương, chúng ta có thể đến chỗ nào kín đáo hơn không? Tôi đi với cô để cô hát axit vào mặt tôi à? No cái gì thì nói ở đây đi. Chị có thể bật ghi âm hoặc quay video cũng được. Em chỉ muốn nói về người đứng sau chuyện hôm trước. Nghe vậy, động tác nhai bánh của Phương ngừng lại. Cô quay sang nghi hoặc. Kẻ đứng đằng sau. An gật đầu, mặt hơi đỏ lên rồi đi trước. Phương đi theo cô gái ra vườn hoa bên ngoài. Nhìn quanh không còn ai. Các người đẹp đang mãi chụp ảnh và trả lời phỏng vấn ở trong kia. Thúy An lí nhí trong miệng. Chị Phương, em xin lỗi chị. Em thề là chị có duy nhất một lần em cho axit vào cái lọ phấn là em làm, còn các lần khác hại chị em không có liên quan. Cô nói có người đứng đằng sau là ai? Tại sao cô phải làm theo lời người đó? Chị, nếu bây giờ em nói ra người đó thì video em cùng với ban giám khảo sẽ bị tung lên mạng.
em không thể, xin chị thông cảm cho em. Cô nói vậy, ai tin cô, hả? Cô định tự tẩy trắng cho mình sao? IQ của cô cao quá đó. Chị à, em thật sự chưa có bao giờ có ý định hãm hại chị, vì chị không có liên quan đến em. Em đã có giám khảo nâng đỡ, thì cần cái gì em động tới chị chứ? Chị thử nghĩ mà coi, có đúng không? Phương nhíu mày suy nghĩ về lời của Thúy An vừa nói. Nếu như con nhỏ này nó có người nâng đỡ thì đúng là không cần hại cô làm cái gì. Nhưng nó đã hại mình thì cũng không có thể tin lời nó được. Chuyện ghen ăn tức ở của đàn bà phụ nữ từ một cái móng tay có thể biến thành cả một biển hận. Có thể nó muốn đánh bật cô từ vòng ngoài thì sao? Cô gọi tôi ra đây chỉ để thanh minh nhân cách thì đừng có làm phí thời gian của tôi. Đã nói tôi không có tung clip kia lên là không có tung. Cô không phải lo. Chị, không phải như vậy đâu. Em tin chị là người tốt. Nếu chị muốn tung lên mạng thì chị đã tung lâu rồi. Chỉ là em muốn nhắc chị một chút, cẩn trọng với các thí sinh, nhất là những người ghét chị. Diệu Hương sai em làm cái chuyện hại chị đó. Phương quay ngoắt lại nhìn An. Diệu Hương? Bằng chứng đâu? Chị đọc tin nhắn đây. Phương cầm cái điện thoại của An đưa cho, đọc kỹ từng chữ trong những tin nhắn dài đang trao đổi, hướng dẫn làm cách nào, lấy axit ở đâu, bỏ vào hộp ra sao, làm thế nào để tránh camera. Cơn giận sục sôi trong lòng, con dẻo mất nết kia nó ác độc quá, cô phải giặt đầu nó, muối mắm cho nó biết thế nào là dám động đến con Phương này. Nó tưởng là cô hiền lành lắm hay sao? Trả lại cái điện thoại cho An, đi phăm phăm vào sự kiện. An thấy vậy vội vàng chạy theo. Chị Phương, chị không giữ lời hứa, chị làm vậy thì hại em rồi. Ngày mai tất cả các trang báo sẽ đăng clip xét của em lên trang nhất đó. Phương dừng lại, cô cắn môi, ngửa mặt lên trời, nuốt cục nghẹn đã tràn lên cổ. Không lẽ cô lại tha thứ cho cái con mất nết kia sao? Không thể nào có cái chuyện đó được. Tha cho nó, để nó lấn từ chân cho tới đầu, làm sao mà chịu nổi? Trời, ai thương tôi? Tôi sướng hơn cô hả? Tôi phải chịu nhịn đối xử với nó bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao? Nếu là cô có làm được không hả? Thúy An không nói gì, cúi đầu khóc chấm dứt, trăm ngàn nỗi khổ không biết bày tỏ cùng ai. Chị Phương, em trai của em là Phạm Đức Biên, sáng nay cấp cứu ở bệnh viện của chị. Em trai của cô? Em đã không còn cha mẹ, chỉ còn hai chị em sống cùng với nhau. Em đã bỏ học từ sớm để dành suất đến trường cho thằng nhỏ. Bây giờ nó bị chấn thương sọ não như vậy, không biết có thể tỉnh hay không, còn tiền diễn phí nữa. Sáng nay em đã nộp vào 20 triệu, bác sĩ tiên lượng xấu, phải nằm rất lâu nữa. Chị, em đòi ơn chị đã cứu em trai của em qua cơn nguy kịch, nhưng còn sự nghiệp của em. Phương nghĩ về ca bệnh sáng nay, bị chấn thương sọ não, tình trạng rất xấu, tương lai cũng chưa biết có cứu được hay không. Cô cũng nghe các y tá nói, thằng bé có một người chị rất là xinh đẹp, khóc ngất xỉu khi nhìn em qua ô cửa phòng bệnh. Tự dưng cái cảnh chết chóc trong bệnh viện hiện lên trong đầu cô, ánh mắt của người mẹ, hình ảnh của đứa trẻ được cô phẫu thuật xương cổ. Từ lâu cô không còn thấy bóng trắng đó nữa. Có lẽ là cô đã làm được một việc tốt. Cổ họng như bị một đám mây mù giăng ngang, hàng ngàn dạng lời nói không có thể thoát ra được. Được rồi, đừng có nói nữa. Tôi biết, tôi sẽ để cho con Diệu Hương yên, yên lặng được rồi đó. Thứ An ngồi thụp xuống nắm lấy tay của Phương. Chị ơi, em cảm ơn chị. Đời này em không biết lấy cái gì để trả ơn chị nữa. Thôi được rồi, đứng lên đi. Nếu không, ngày mai lại có scandal. Nó lên báo cô làm nô lệ cho tôi đó. Không cần lo lắng. Chuyện em trai của cô đã có các bác sĩ. Còn cô cố gắng đừng có xa lầy vào cái vũng bùn của showbiz nữa. Phương thở dài quay vào trong bữa tiệc. Cả một buổi tối suy nghĩ mãi về những lời An vừa cho biết. Tiếng nói chuyện ồn ào của những người đẹp. Tiếng phỏng vấn chụp hình. Tiếng những fan cuồng đuổi theo khi cô đã ngồi trong xe. Ánh sáng của che hơi và âm thanh len lỏi vào ô cửa nó giống như thế giới phép thuật đầy hư ảo nhưng lại nằm ngoài tâm trí của Phương. Bây giờ cô mới thấy việc làm bác sĩ xử lý những ca bệnh nguy kịch còn dễ dàng hơn giải quyết những rối ren trong thế giới giải trí.
Nhưng con Diệu Hương chân dài não ngắn kia nhất định không có yên được với cô đâu. Sáng hôm sau là phải đi di chuyển xuống resort tập trung. Phương vừa xách một đống đồ vào cổng resort đã thấy Diệu Hương ưỡn ngực cong mông đi ra, gương mặt đậm phấn son giữa trời nắng nhìn mà phát ngốt. Cô liếc một cái rồi thờ ơ đi ngang để xem con này nó muốn làm cái gì. Ở đây là nơi công cộng, không lẽ lao vào mà tán cho nó sấp mặt hay sao? Diệu Hương thấy mình bị coi như không khí, mắt long lên, đồng tử như muốn nổ tung. Cô ả nhìn quanh không thấy ai, gọi giật giọng. Bà già kia, khinh người cũng vừa phải thôi chứ. Phương đặt hai túi đồ lớn xuống dưới, đứng lại, nhìn một lượt từ chân đến đầu cái con nhóc kia. Nó lại muốn gây sự gì với mình chăng? Cô còn chưa tính đến cái chuyện nó sai con bé An hại mình, thì nó đã dẫn xác tới. Đã vậy thì chơi luôn, để lâu phân trâu lại quá thành bùn. Phương dừng lại, đặt túi đồ xuống, nhìn một lượt con nhỏ dẹo, rồi dừng ở dòng một to quá khẩu của nó. Em Dẹo Hương à, chị xin lỗi có mắt mà không có thấy hai quả đồi to hơn cái não trước ngực của em nghe. Xin nhỏi nha. Hỏi cái gì? Chị quá đáng vừa tôi đó. Chị là cái quái gì mà gặp tôi không thèm chào? Chó cắn mất miệng chị rồi hả? Chị đừng có dinh lên tự đắc, rồi cũng phải cuốn xéo mà đi thôi. Xách tới cái gì đó, làm gì cho mất công. Sao? Tại sao phải chào? Không có thuộc đẳng cấp thì đừng có nói chuyện với chị nghe. Đã nghèo hèn lại còn rớt cái nết nữa, ai mà thèm chơi chứ. Chị thì còn cái nết gì hả? Chị cũng là cái loại mồi chài trai thôi. Anh Vũ đúng là mắt mù mà. Mù mới yêu cái loại như mày đó. Hôm nay đi mua axit hay sao mà cái giọng chua như cứt bèo vậy hả? Tôi có chua, cũng trẻ hơn chị đó. Mày trẻ lắm sao? Trẻ lắm đó. Trên hôm nay mới mua mẹo hơn tao, phải không? Mày ác ôn dám đổ axit vào phấn, cắt giày của người khác. Mày gáy nữa đi, tao cho mày gáy một thể trên báo luôn. Con Diệu Hương mặt xanh nanh vàng khi nghe đến axit, không có khỏi run rẩy lắp bắp. Cái gì? Chị đừng có mà đổ oan cho người khác nghe không? Tao đổ oan hả? Nói có sách mách có chứng. Lôi cái đôi con mắt mà trừng ở ngoài biên giới của mày về mà đọc đi. Phương ung dung thoải mái, mở ảnh chụp màn hình tin nhắn đưa ra trước mặt Diệu Hương. Cô ả cắn môi tím bầm, mắt đỏ quạch lên vì tức giận. Còn Thứ An mất dạy dám bán đứng tao, mày chết rồi. Diệu Hương cúp điện thoại trên tay của Phương rồi cười giả lả, tiện tay xóa hết. Cái tin nhắn kỹ khô này ai mà tin được. Trong cái showbiz này, người ta photoshop dựng chuyện nhiều lắm đó chị già. Đứa điên nào nó đổ giấy cho em vậy? Mất dạy thiệt đó nghe. Chị kêu đứa nào đó nó đưa cái tin này ra, em tạt nguyên cái ca axit vào mặt nó luôn. Phương định tát cho cái con mất dạy kia một cái, nhưng chợt nghĩ cô cần có bằng chứng xác thực hơn mới đánh bật được cái con cáo già này. Hơn nữa, mình là người có học thức, lại sắp lấy bằng tiến sĩ, hành xử nó phải khác người. Có ai đời nào một tiến sĩ lại đi túm tóc đánh nhau với một con đứa ít học như nó không? Cô quét mắt xung quanh. Giờ này là ban trưa, mọi người đi ăn cơm hay sao, vắng vẻ quá. Trời thật là không có phụ lòng người. Hôm nay mày xanh vậy chứ. Phương trưng cái bộ mặt lạnh tanh, bơ đẹp cái con nhỏ dẹo đi ra ngoài cổng. Đến sát gần siêu xe màu vàng, cái màu này là màu yêu thích của cô. Đã từ lâu rồi cô đòi ba mẹ không có mua cho, lại phải tự góp nhóp mãi. Cô cúi đầu, lấy cái thỏi son rồi soi qua gương chiếu hậu, tô lại son môi, lại lấy hộp phấn dặm lại cái má hồng một chút. Ngọc Trinh nói đi ngủ cũng phải đẹp, thì mình đánh nhau cũng phải xinh. Lỡ mà mai đây được lên báo, người ta nhìn mặt qua da phấn còn có cảm tình. Chuẩn bị một vẻ ngoài xinh đẹp và một tâm hồn đẹp xong rồi, phải làm cho đối thủ ghen tị mà tức chết mới thôi. Không phải cô nhắn thì thôi, làm gì tức vậy? Tôi hả? Cứ có tiền mua sắm thảnh thơi. Kệ cha mẹ cái thằng nào nó thích làm gì thì làm, tận hưởng cuộc sống cái đã. Diệu Hương trừng mắt nhìn Nhạn Phương cứ đi qua mình như một cơn gió, rồi cô ta lại nhìn thấy chiếc xe mui trần màu vàng chói lọi đậu ở lối ra vườn hồng. Sự ghen tị lên đỉnh điểm trào dâng thành ganh ghét.
cộng thêm đã hai lần cắt giày cho axit vào phấn mà Phương vẫn chưa hề hấn gì. Diệu Hương điên loạn chạy đến, lôi sình sịch Nhãn Phương, điên loạn giằng xé. Mày nói ai nghèo hèn? Mày dám nói tao nghèo hèn hả? Đồ con ngựa, con chó cái già, con nái xề. Nhãn Phương là người có võ, chỉ cần búng tay một cái là con nhỏ dẻo kia phải nằm lăn quay ra đất. Nhưng cô không làm, giằng tay Diệu Hương ra rồi giang tay che chắn cái xe. Đừng có làm vậy, đánh tôi thì đánh, đừng có đụng vào xe. Cái xe này mắc tiền lắm đó, đừng có đụng vào, xước sơn bán cả nhà không có đền nổi đâu. Chục tỏi lượng đó. Ra đằng kia mà đánh nhau, xót của lắm, tiền cả đời cũng không có mua nổi đâu Hương xinh đẹp à. Chục tỏi hả? Đã vậy tao cho nát luôn, tao tha cho mày, còn xe của mày đừng có hòng. Diệu Hương chạy đến hàng rào qua hồng gai, lấy ở đâu được một cục gạch chạy tới. Phương hết hồn chạy tránh đi, nhưng Diệu Hương không còn chú ý đến người, cầm gạch nện liên tiếp vào cái gương. Cái gương chó chết này đúng là xe sang cô ta đập mấy lần mới bể. Tàn phá gương, cào xước sơn xong, cô ả lại móc trong túi mấy cái hộp xương móng tay, đổ lên hết cái ghế lái, đổ cả lên nắp capo. Chưa hả giận, Diệu Hương chạy lại phía thùng rác, tiện thể bưng nguyên cả cái thùng đổ ập vào ghế lái. Phương đứng từ xa luôn miệng hét. Đừng có động vào, cái xe đó đắt tiền lắm đó, con bé Hương ơi. Diệu Hương nghe thấy chói tai, không những không có dừng lại mà lại còn hăng hơn ra sức tàn phá. Trong lúc cô ả điên loạn thì Phương đã nhanh tay gọi cho quản lý resort. 5 phút sau, khi Diệu Hương đã mệt lả, mặt đỏ phừng phừng, chuẩn bị quay sang Nhãn Phương, thì một người đàn ông đầu láng xoáng, ăn mặc vô cùng lịch thiệp, tay vẫn cầm cái điện thoại Virtu láng xoáng chạy lại. Nhìn qua đã biết là người tự tin rồi. Gương mặt của ông ta cũng đỏ không kém Diệu Hương, còn có phần dữ tợn hơn khi gân xanh bò chằng chịch trên thái dương. Một tiếng hét vang trời khiến ai nấy giật mình. Còn bà nó, cái con thần kinh điên điên khùng khùng kia, có dừng lại không? Diệu Hương ngưng đột ngột. Phương ôm lấy ngực. Cái tình huống này cô đã dự liệu mà vẫn thấy thót tim. Kỳ này con Diệu Hương ăn đủ rồi em yêu dấu à, đồ dẻo. Sau đó là 4 năm bảo vệ hồng học chạy theo sau đại gia kia rối rít xin lỗi. Đại gia đầu trọc tiếc cái chiếc xe xót trào nước mắt. Ghế bị đổ sơn móng tay, kính xe bị bể, sơn dính ngang dọc, capo đầy những vết xước, son phấn tung tóe khắp nơi ở trong khoang ghế lái. Mắt ông ta long sòng sọc quay lại nhìn Diệu Hương. Còng tay cái con chó điên này lại cho tao. Tổ cha mày dám phá hoại xe của tao à? Mày có biết tao là ai không? Tao là ai? Có biết không? Hả? Xe anh không phải xe của... Con dẹo Hương liếc mắt về phía Phương đang hít mặt lên trời, nghi hoặc. Phương đưa tay giãy giãy chối biến rồi nhún vai. Chiếc xe này cô cứ tưởng dành được đủ tiền rồi hí hửng đi học lái xe, về định tậu chạy trong thành phố kiếm chồng cho quay. Ai ngờ lên mạng tra mới chỉ mua được có 2 cái bánh xe thôi. Hẹn kiếp sau cô kiếm chồng giàu vậy. Diệu Hương hoảng hốt lo sợ. Cô ta vội vàng cúi đầu thấp xuống để lộ cái dòng ngực nảy nở tròn trịa như muốn nhảy ra khỏi cổ áo. Giọng nói thỏ thẻ ngọt như rót mật vào tai. Anh à, em không biết xe của anh thiệt mà. Anh, em xin đền bù được không? Đừng có lớn tiếng, em sợ. Phương nhìn thấy đôi mắt của Diệu Hương lúc này đã nặn ra được 2 giọt nước mắt. Nó như 2 viên trân châu ở trong ly trà sữa cô hay uống. Nó sắp rớt xuống đất. Con nhỏ này không có đi làm diễn viên uổng công làng giải trí khuất lấp một nhân tài. Nhìn bộ dáng của con nhỏ này thương hết sức vậy đó. Đầu tóc thì bù xù, mồ hôi mồ kê nhòe cả son phấn, quần áo xộc xịch như bệnh nhân tâm thần. Vậy mà đúng như là của cải vật chất có thể đánh bại được tất cả. Đại gia đầu trọc xót con xe còn hơn cả xót người. Lão đanh mặt ra lệnh mấy bảo vệ bên cạnh. Xách cổ nó vào trong phòng khách, triệu tập tất cả nhân vật có thẩm quyền ở đây, nhanh lên. Mặc cho Diệu Hương gào thét, bảo vệ lôi sình sịch cô ả đi vô. Phương nhìn theo cười toe toét.
Cũng khổ thân con nhỏ kia làm đối tượng, nhìn mà muốn rớt nước mắt. Phương lôi gấu áo lên chấm chấm khóe mắt cười khằng khặc. Cũng được đó, mù cao kế sâu. Phương giật mình bỏ áo xuống nhìn sang bên cạnh. Vũ đứng đó miệng không hạ xuống được. Ồn ào ngay ngoài cổng khiến các thí sinh và ban tổ chức ào ào đi ra. Chứng kiến được một màn phá hoại của cải của Diệu Hương. Lại thấy Phương đứng khoanh tay cười ngạo nghễ. Bao nhiêu ý định binh vực Diệu Hương một chút tan tành mây khói. Chắc hẳn Diệu Hương đã làm gì đó thì cô ấy mới như vậy. Phương đằng hắn một tiếng rồi rảo bước nhanh. Mù kế nào, tôi có biết gì đâu. Làm gì có đứa thí sinh nào nó thông minh bằng em chứ. Không biết đó là lời chê hay lời khen nữa, nhưng khiến cô cảm thấy vui vui, thậm chí là thỏa mãn cõi lòng. Cô xách đồ đi phăng phăng. Vũ đuổi theo giật lại cái túi đồ. Đưa đây tôi xách cho, đàn bà phụ nữ không có thể bớt mạnh mẽ được một chút hay sao? Tôi bớt để cho đứa khác nó đè đầu cưỡi cổ à. Để tôi tự xách. Người ta thấy lại có scandal bây giờ đó. Đợt trước tránh tôi như tránh tà vậy mà, sao bây giờ dính như ăn phải ngải vậy? Thì bây giờ hết trúng tà ghét rồi, sang trúng ngải yêu chứ làm sao? Hương làm gì em vậy? Sẽ phải đền mấy trăm triệu lần đó. Ủa, rồi anh lo cho nó hả? Vậy thì về mà cộng sinh đi. Hương Hương, ngứa cả lỗ nhĩ à. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Hẹn anh tối nay tại phòng anh. Bây giờ tôi có việc. Anh đứng xa tôi ra đi. Nổ scandal, cướp bộ bây giờ đó. Phương quay ngoắt đi về hướng khác. Vũ đứng ngẩn tò te vì cuộc hẹn bất ngờ. Nghĩ đến tối nay, chỉ có hai người, trong lòng lợp bợp như tiếng trống vang. Gió thoảng qua mang hương hoa linh lan nhẹ nhàng thổi bay vào mũi. Cả người anh trôi bồng bềnh trên mây gió. Ban tổ chức triệu tập họp kín đưa ra hình thức kỷ luật. Nhạn Phương cũng là người liên quan khi có mặt ở vụ việc. Vừa nhìn thấy Phương ở phòng họp lớn, Diệu Hương đã trừng mắt lên muốn lao vào băm bổ. Nhưng cô ta phải nhịn, ở đây còn có ban tổ chức. Diệu Hương nhỏ vài giọt nước mắt trên má, cất giọng quất nghẹn. Thưa ban tổ chức, không phải tự dưng em phá xe. Tại sao các anh chị không có hiểu những cái động lực tự dưng em phải nổi điên phá xe chắc? Cũng là do thí sinh kia nó khiêu khích em. Ban tổ chức nghe bạn ấy nói có hợp lý hay không? Camera ngay trước cổng khu resort. Em chỉ đến gần cái xe soi nhờ cái gương thôi. Tự dưng cô ta nhảy bổ ra giật tóc em rồi điên loạn cào nát cái xe. Các anh chị cũng có thể thấy em còn mang cái tấm thân này che chắn cho cái xe đó mà. Hò hét lạc cả giọng mà cô ta không có tha cho cái xe. Em cũng định vào can ngăn nhưng em sợ cô ta manh động. Trong tay bạn ấy cầm cái viên gạch tổ chản đó. Lỡ may ném vào đầu em một cái thì... Với lại em nghĩ... Bạn ấy và chủ xe có cái gì đó hiểu lầm. Tính em không có muốn tham gia vào chuyện của người khác, dễ bị dạ lây. Nhạn Phương nhìn ban tổ chức dõng dạc nói một hơi. Người đàn ông ngồi đối diện với cô lại còn liên tục nhếch môi cười, thật là đáng ghét. Vũ nhìn điệu bộ tự tin hăng hái của Phương, trong lòng không khỏi cảm thán, rất thông minh. Diệu Hương đầu óc quá ngắn, đấu làm sao lại với cô ta. Lão béo giám khảo thấy gà của mình phải chịu ấm ức cũng có phần thương nên lên tiếng. Giữa hai cô dường như có hiềm khích gì đó, tiếc là camera không có quay được hết các góc. Phương cười, mở chai nước rót vào ly, thong thả uống một ngụm. Nhìn sang bên kia con nhỏ dẻo nó đang vinh vinh tự đắc. Chết tới nơi rồi vẫn còn kêu can được, con này lì hết chỗ nói. Trong cuộc thi này, mấy ai là bạn được? Giữa đàn bà phụ nữ thì hiềm khích lại càng cao hơn. Tỉ dụ như có người còn cắt cả giày, có người còn lén đổ axit vào phấn của người khác. Cho nên là mong anh bảo đừng có niềm tin màu hồng trong các cuộc thi sắc đẹp. Diệu Hương mặt biến sắc, tay đổ mồ hôi khi nghe Phương nói. Nhưng rất nhanh chóng chấn tĩnh lại. Tin nhắn đã xóa, mà tin nhắn cũng có thể bài bác được tính xác thực. Cô ả chấm nước mắt rồi cười tươi. Em cũng không có ý nghĩ cuộc thi là màu hồng là bình đẳng. Có nhiều lần em cũng đã bị chơi xấu, nhưng em không có lên tiếng vì không có chứng cớ. Lần này em xin lỗi ban tổ chức, em hứa sẽ tuân thủ mọi quy định và đền bù cho anh Quý.
Ban tổ chức xét tình hình vi phạm, rồi cuối cùng yêu cầu Diệu Hương viết bản kiểm điểm, bị hạ 1/2 số điểm từ đầu cuộc thi đến bây giờ. Dù có tham dự thi nữa, cũng khó lòng mà lọt được vào vòng bán kết. Ngoài ra, Diệu Hương cũng phải đền bù cho vị đại gia đáng kính kia một số tiền không nhỏ. Vị đại gia cho biết, chi phí sửa chữa chiếc xe của ông phải đến vài con số không và sẽ gửi đến cô ả sau khi xe được đại tu. Ra khỏi phòng họp, Vũ đuổi theo, đi song song với Phương trong hành lang. Diệu Hương đổ axit và cắt giày của em sao? Cái đó anh hỏi gà của anh đi, hỏi tôi làm gì, ai làm gì thì người đó mới biết chứ. Tôi biết em không phải là người bỗng dưng đi chọc vào người khác. Cảm ơn anh hiểu tôi quá. Lo mà dạy dỗ cái cây dây leo bé nhỏ của anh đi. Tôi phải đưa con bé Trà Khanh về, chuẩn bị thi bán kết nữa. Nhớ cuộc hẹn tối nay của tôi đó, tại phòng anh. Nói xong cô bấm điện thoại, hồ hởi gọi điện cho thằng Thành. Vui mừng khoe chiến tích xử đẹp con nhỏ dẹo vừa rồi. Cuộc đời này nói chung là cũng tuyệt. Tuy rằng không đem đàn ông cao to sáu múi đến cho mình, nhưng đổi lại có một thằng bạn thân có thể buông trên trời dưới biển từ cái móng tay cho đến cục kim cương, chục tỷ. Vũ đi ngay đằng sau, ôm bụng ghen tức. Không biết cô ta với thằng nhóc kia có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ quá. Anh bước nhanh theo, đột ngột cướp cái điện thoại bên tai, nhấn phím tắt cái rụp. Phương nhìn sang, mang biểu cảm tức giận và ngạc nhiên. Anh ta có bị làm sao không vậy? Lại muốn chiến tranh nữa đây à? Vũ nhìn cô nhún vai. Chỗ này là chỗ thi đua khen thưởng. Em nói chuyện cũng phải giữ ý giữ tứ một chút chứ. Làm như mọi thế giới, có mỗi mình có bạn có bè thôi hay sao? Rồi mai báo chí nó đăng bài người đẹp tiềm năng ăn nói sổ sàng, cười hô hố nơi công cộng phải làm sao? Cleopatra hồi xưa không có như vậy đâu. Phương thấy buồn cười quá đỗi. Anh ta ăn phải củ ráy hay sao, chọc người khác không có chịu được vậy? Cô tức tối giật mạnh cái điện thoại trong tay cô Vũ. Đưa tin của tôi, chứ của anh đâu mà anh xía vào cái chuyện của tôi hả? Đang vào guồng tụt hết cả hứng à. Tôi không có tự nhận cái danh hiệu Cleopatra gì đó đâu mà phải diễn. Bực mình à, thiệt tình. Thấy Trà Khanh đã xách đồ ra cổng, cô bước đến an ủi con bé đang khóc nức nở. Đúng là muốn tiến sâu vào vòng trong, một là phải nổi bật thật sự, hai là phải có người nâng đỡ. Trà Khanh xinh đẹp nhưng quá yếu ớt. Thôi đừng có khóc nữa, con bé này, nín đi coi. Không có vào vòng trong thì lại có người yêu sáu múi chờ ngoài kia kia kìa. Thì thố làm gì cho nó mệt. Không phải đã ký hợp đồng với Dennis thì chị cũng không có thi làm gì đâu. Về làm bác sĩ sướng hơn, đấu đá mệt mỏi thế mẹ à. Nhưng em về ai bảo vệ chị đây? Nhạn Phương bật cười. Cái con bé liễu yếu đào tơ này, nó còn bảo vệ được chị của nó nữa sao? Đáng yêu hết sức đó, nhưng phải trả lại cho người đàn ông ở ngoài cổng kia rồi. Thôi đi nhóc à, định để cô cậu kia chờ hoài hay sao? Đi về đi, người ta đang giữ cửa cho mỏi tay lắm rồi kìa. Trà Khanh quệt nước mắt đi ra cổng, nhào vào lòng người đàn ông đeo kính đen đang chờ cười tươi. Phương xách hai cái túi đồ đi theo, tống vào ghế sau, nhìn cặp đôi trước mắt mình, cứ tự nhiên thể hiện tình cảm. Nó vừa nói không có nỡ rời xa mình, mà thấy trai là bỏ của chạy lấy người vậy đó. Đúng là tình yêu không thể kiểm soát được mà. Nhạn Phương đi vào phòng, vừa đóng cửa lại, thì bóng đen bất ngờ cũng vào theo. Khi đến khúc quanh ở hành lang, nhìn thấy người vừa đi vào, hắn đột ngột dừng lại. Vũ ở bên phòng, nhìn thấy một tên áo đen rình mò ở khúc quanh. Anh vội zoom camera nhìn rõ, nhưng hắn bịt mặt kín mít không có thể nhận được. Anh lục trong trí nhớ của mình, cái bóng này quen lắm. Sau đó, thấy Dennis bảnh bao xuất hiện trong khung ảnh, ánh mắt của anh lại càng sâu hơn. Trong phòng, Phương chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai lại đến vào giờ này chứ? Nhỏ Khanh đã đi về rồi, còn mỗi mình cô ở một mình. Cô tới gần cửa đề phòng, nhìn camera cửa, thấy Dennis mới thở phào, vội mặc áo lót tử tế rồi mới ra mở cửa. Anh, có việc gì sao? Anh đưa cho em một số mẫu váy mặc cho tối ngày mai. Em có rồi mà, mấy cái đó không có hợp dáng với em phải mặc màu đỏ thì lên sân khấu mới rực rỡ được.
Dennis ngồi xuống ghế, đặt mấy cái túi váy sang bên cạnh. Trên bàn là đống sách vở chuyên ngành y. Cô gái này chăm chỉ quá, vừa làm vừa học lại còn vừa thi cử, chiếm hết trí thông minh của thiên hạ rồi. Đối với một người làm nghệ thuật như Dennis, suốt ngày tiếp xúc với thế giới tiệc tùng xa hoa thì đúng là thế giới của Phương rất hấp dẫn. Bởi vậy mà ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị cuốn hút bởi cái vẻ cá tính đầy học thức của cô. Dự định ban đầu sẽ dùng tri thức đó để đè bẹp những người đẹp não ngắn khác. Nhưng rồi tiếp xúc gần, Dennis không thể cưỡng lại được tình cảm, cộng với một chút háo thắng của mình. Không khí gượng gạo bao trùm. Từ lúc Dennis nói thích cô thì họ không còn thân mật được nữa. Em vào thử váy cho anh xem có cần sửa cái gì không, mang lên Sài Gòn sửa cho kịp tối mai. Không cần đâu, sửa gì thì em tự sửa, em có kim chỉ mà. Anh mặc đi, anh còn xem có hợp hay không đã. Phương đành cầm cái túi váy vào phòng vệ sinh. Cái váy yếm này hở quá, phô hết phần lưng ra ngoài, tóc lại không đủ dài để che. Lây quay mãi, Dennis dục dã bên ngoài, Phương đành bước ra. Chân mày nhíu chặt của Dennis từ từ giãn ra khi thấy Phương trong cái váy dạ hội. Anh đi vòng quanh Hương ngắm nhìn, vừa khích như được đặt may cho riêng cô vậy. Em đứng yên để cho anh chỉnh lại cái dây lưng. Dây phải thật là vừa dặn, nếu không sẽ bị lộ hàng ở trên sân khấu, rất là phản cảm. Bàn tay Dennis vuốt nhẹ cái lưng trần, khiến cho Phương giật mình. Một cảm giác bài trừ xâm chiếm khiến cô căng chặt cái sống lưng mới tiếp nhận được bàn tay lạnh ngắt của Dennis. Không hiểu sao hồi trước Dennis tiếp xúc với cô không có thấy có vấn đề gì, mà bây giờ chỉ buộc lại cái dây yếm thôi, cô lại kinh hãi như vậy. Phương khẽ lách người sang một bên. Điện thoại treo lên inh ỏi như cứu cánh cho Phương. Cô vội vàng đến bàn trang điểm, nhìn màn hình rồi liếc đến Dennis một cái, quay mặt đi. Có việc gì vậy? Em và Dennis đang làm cái gì? Có làm gì đâu, sao hả? Còn không có làm gì hả? Hắn sờ vào người em còn nói không có làm cái gì. Anh đừng có tầm bậy nghe, tôi dập máy bây giờ à. Dennis mang bộ mặt khó coi nhìn Phương dò xét. Nghĩ đến sáng hôm nay, Phương đi từ cổng vào với tay bác sĩ kia, rồi lại nói chuyện trong hành lang thân mật sau cuộc họp, lại cảm thấy bực bội lắm. Bây giờ lại còn gọi điện cho nhau to nhỏ giữa đêm khuya như vậy nữa. Một cơn sóng ghen tuông trào lên trong lòng Dennis, anh ta gằn giọng. Em có vẻ đi hơi xa với cái thằng bác sĩ thẩm mỹ kia rồi đó. Không phải ảnh đâu, anh đừng có hiểu lầm. Lại còn ảnh nữa, ngọt ngào vậy hả? Lần trước là ai? Ngủ với ai? Dennis dí đôi mắt rực lửa vào người Phương, khiến cho cô có chút sợ hãi. Phương cố giữ bình tĩnh cười. Dennis đột nhiên nắm dây áo yếm kéo một cái. Giặt trước của cái váy đỏ rơi xuống, lộ ra nửa ngực trắng ngần. Phương hoảng hốt túm lấy vải che ngực, chạy vội vào nhà tắm. Nhưng Dennis chỉ cần bước hai bước đã nắm eo cô túm lại, đẩy mạnh ngã trên ghế sofa. Anh ta đè lên người cô. Dennis như hổ dữ thấy miếng ngồi ngon, hắn rích lên. Em ngủ với thằng chó đó rồi phải không? Tiếc cái công anh giữ cho em bao nhiêu ngày, bây giờ không cần phải giữ nữa. Anh Dennis, đừng, anh đừng có làm càn, em sẽ hét lên bây giờ đó. Hét đi, hét xem có đứa nào nghe không. Quản lý và người đẹp nếu không có ngủ với nhau thì chỉ có là BD. May mắn cho em, thằng này thẳng hết cỡ. Phương sợ hãi thật sự. Cô là đàn bà con gái, dù biết rõ nhưng cũng không thể nào đọ lại cái con quỷ rau xanh đang khát máu. Mình phải làm gì bây giờ? Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nếu kháng cự thì hắn sẽ càng khát máu. Dennis, em rất tôn trọng anh. Anh đừng có làm như vậy. Ngày mai còn luyện tập cho cuộc thi bán kết. Không có thi thố cái gì hết. Sau đêm nay cô phải là của tôi. Tay của Phương bị tóm lên đỉnh đầu, dùng ngực trắng đến ló mắt lộ ra, khiến yết hầu của Dennis lăn lộn dữ dội. Cả người hắn nóng như lửa đốt, con mồi ngon dưới thân là vô cùng đẹp đẽ. Cô hét lên điên loạn nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của hắn. Bộ váy càng lúc càng xộc xệch, giạt váy đã bị tóc lên một nửa. Tay của Dennis lần mò xuống dưới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Gai Nhọn của Hoa Hồng, tác giả Miên Lam. Đến đây Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 7. Cảm ơn quý vị rất nhiều.